Xin chào cả nhà, Xuân Huyền ở Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em bình thủy Toshiba nha các bác nhé. Cái dòng Toshiba này thì cực kỳ là hiếm luôn. Về hàng trăm con thì chắc chỉ có một hai con là Toshiba thôi, còn lại đó là Tiger và là dòng Joyji thì rất là nhiều. Con này thì có chế độ pha sữa cho trẻ nhỏ đấy các bác nhé. Đây này, đây phím bên này, phím này là chọn chế độ 60, 85 hoặc 98 độ C. Tất cả thì nhiệt độ nó đều sôi ở 100 độ C và nó tự ngắt. Còn đây là chọn chế độ, là tức nghĩa là khi mà đèn nó báo này, đèn báo đỏ thì là nước đang đang đun, và đèn báo xanh thì là nước đã đun sôi và tự ngắt nha các bác nhá. Còn khi chế độ bơm này thì các bác ấn cái nhịp này, ấn cái nhịp trên vòng tròn trên này và ấn xuống nhịp này thì là nước nó tự bơm nha các bác nhá. Đấy. Con này dung tích là 2,5 lít này các bác nhé. Hình thức thì quá đẹp luôn, độ mới quá cao luôn, trắng tinh, sơn xịn 100%. Điện 100V và công suất của nó là 900W nhé. Con này thì 100% được sản xuất tại Made in Japan hoặc được sản xuất tại Nhật. Đấy. 900W. Đét thì tương đối là sâu, đét 2003. Vì vậy là con này thì 100% là sản xuất tại Nhật Bản luôn nhé các bác nhé. Đấy, nó không có chữ Made in Japan đây nhưng mà chắc chắn là con này được sản xuất tại Nhật. Trắng đẹp, sơn zin, tất cả zin 100% nguyên bản. Đấy, mặt bên trên thì màu xanh. Con này quá mới luôn, đẹp lắm luôn nha các bác nhá. Hình thức thì khỏi phải bàn luôn. Bên ngoài, đây là bên trong, em quay cho các bác nhìn này. Các bác nhìn này, lòng bên trong này. Cái lòng này rất là rộng. Đấy, dung tích 2 lít rưỡi, rất là rộng luôn. Các bác nhìn này, mặt in lớp và cái gioăng cao su của nó là zin nguyên bản này các bác nhìn. Đẹp không tì vết luôn nha các bác nhá. À, con này quá mới luôn. Bác nào nhận được con bình này thì quá ok luôn nha các bác nhá. Này. Đẹp từng con ốc, bốn ốc gắn bốn cạnh, mặt inox này, gioăng cao su này, xanh mướt mát luôn, gioăng còn mềm lắm các bạn. Con này gần như là họ ít sử dụng luôn đấy. Này, gioăng này mềm không hề có tí bỏ hay là tí oxy hóa nào luôn, gioăng còn mới tinh. Đấy, quá đẹp, mặt inox như mới luôn. Con này đẹp lắm luôn nha các bác nhá. Này. Con này em bán cho các bác chuẩn giá này 650.000 bao ship, bảo hành cho các bác 6 tháng, mọi chức năng hoạt động tốt. Đấy, đã test ngon này. Các bác nhớ nhá, đây là chọn chế độ này. Ở đây là nước bơm này, một nhịp, nhịp thứ hai là nước bơm. Em test ngon này vừa test xong ăn còn nóng hổi này. Đấy. Test xong quay luôn cho các bác luôn này. Đấy, các bác nhìn chưa? 650.000 bao ship cho các bác nhá. Duy nhất một con bình không có con thứ hai đâu ạ. Duy nhất một con. Công suất thì lớn nhá. 2 lít rưỡi và công suất 900W. Vì vậy các bác đun rất nhanh sôi luôn. Vô cùng nhanh sôi. Đấy. Mới kính quang luôn. 650 bao ship, bác nào cần alo em, số điện thoại 0934230664 ạ. Hàng cọc trước lên đơn nhé, cọc cho 100.000 còn lại nhận hàng, được kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Rồi em xin chào các bác ở các video sau.